Giới thiệu sơ lược về Hồ Khả. Hồ Khả, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1975 tại thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang, là một nữ diễn viên và người dẫn chương trình ở Trung Quốc đại lục. Tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc năm 1998. Sau khi tốt nghiệp, cô làm thực tập sinh tại đài phim truyền hình Phượng Hoàng. Năm 1998, cô bắt đầu dẫn chương trình như Chuyện Vui Tổng Động Viên và Câu Lạc Bộ Rồng Nhỏ và trở nên nổi tiếng. Năm 2001, cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Hiệp Nữ Lý Thúy Liên 2 và gia nhập làng giải trí. Năm 2002, cô đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim sinh viên Đại học Bắc Kinh lần thứ 9 cho bộ phim Trò Chuyện. Năm 2003, cô đóng vai nữ chính Cẩm Nhi trong bộ phim Thần Thoại 18 Vị La Hán. Năm 2005, Hồ Khả đóng vai Ngưu Tố Vân trong Kinh Hoa Yên Vân, và kỹ năng diễn xuất của cô đã được khán giả công nhận. Từ cùng năm đó đến 2008, Hồ Khả đã dẫn chương trình Trò Chuyện giải trí Cảm Giác Sao của Hồ Khả. Năm 2008, cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Trung Hoa Dân Quốc Chỉ Túy Kim Mê. Năm 2011, cô bước lên sân khấu kịch và đóng vai chính trong kịch Khu Vườn Tham Vọng. Năm 2013, cô tham gia bộ phim truyền hình Níu Giữ. Năm 2016, cô tham gia bộ phim cổ trang Cung Đình Nhà Thanh Hậu Cung Như Ý Chuyện. Năm 2017, cô ghi hình mùa thứ hai của chương trình truyền hình Thực Tế Mẹ Là Siêu Nhân. Vào ngày 18 tháng 6 năm 2018, cô tham gia bộ phim truyền hình cổ trang đầy cảm hứng dành cho nữ phù giao hoàng hậu được phát sóng trên truyền hình vệ tinh Chiết Giang. Năm 2019, cô đóng vai chính trong phim truyền hình hài kịch Hành Trình Thân Mật. Năm 2020, cô tham gia bộ phim truyền hình Cây Đinh Ba. Cuộc sống cá nhân của Hồ Khả. Sa Dật và Hồ Khả gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2009 trong talk show Cảm Giác Sao Hồ Khả do Hồ Khả tổ chức. Sau đó, cả hai đã nảy sinh tình cảm khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Hỗn Loạn và họ xác nhận mối quan hệ của mình. Ở Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 2 năm 2011, họ tổ chức đám cưới. Ngày 16 tháng 7 năm 2011, Hồ Khả sinh con trai Sa Tuấn Bác biệt danh An Cát bằng phương pháp sinh mổ. Vào ngày 19 tháng 8 năm 2014, Hồ Khả sinh một đứa con trai khác là Sa Tuấn Lương biệt danh Tiểu Ngư Nhi. Hồ Khả bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật. Cha mẹ Hồ Khả bỏ cô khi cô mới 6 tháng tuổi, đi nơi khác làm việc, mối quan hệ giữa cô và cha mẹ không thân thiết như một cô gái bình thường, Hồ Khả khi còn nhỏ rất nghịch ngợm. Khi Hồ Khả chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3, khoa phát thanh của Học viện Phát thanh Truyền hình Bắc Kinh đang tuyển sinh, có người nói với Hồ Khả rằng cậu có giọng hát rất hay, cậu có thể thử xem. Nhưng bản thân cô lại không có chút tự tin nào, khi đi cùng học sinh đến đăng ký, cô đã vượt qua vòng sơ tuyển và thi lại với ý định thử sức, Hồ Khả đã thi đỗ vào khoa phát thanh của Viện Phát thanh Truyền hình Bắc Kinh. Sự nghiệp diễn xuất của Hồ Khả. Cô tốt nghiệp Học viện Phát thanh Truyền hình Bắc Kinh năm 1998 với chuyên ngành phát thanh truyền hình và dẫn chương trình. Khi tốt nghiệp, Hồ Khả may mắn được gia nhập kênh phim truyền hình Phượng Hoàng và đảm nhận vai trò dẫn chương trình của 3 chương trình, Trò Chuyện, Thông Tin và Phỏng Vấn. Chương trình đối với người dẫn chương trình yêu cầu cao, Hồ Khả có thể xử lý được chương trình như vậy còn thiếu năng lực, dẫn chương trình được nửa năm, Hồ Khả rời Phượng Hoàng kênh. Năm 1998, Hồ Khả gia nhập câu lạc bộ Rồng Nhỏ, với hình tượng tươi tắn, xinh đẹp, phong cách tự nhiên, thân thiện được khán giả vô cùng yêu thích. Cùng năm, cô dẫn chương trình trên kênh điện ảnh truyền hình vệ tinh Hồng Kông, đó là mạng kết nối người hâm mộ, ánh sao lấp lánh và Movie 360. Năm 2001, cô dẫn chương trình chuyên mục Giờ Vàng của đài truyền hình Bắc Kinh và chuyên mục Phong Cách Trung Quốc của CCTV. Sau khi kết thúc sự nghiệp dẫn chương trình câu lạc bộ Rồng Nhỏ vào năm 2001, Hồ Khả bắt đầu đóng phim truyền hình và điện ảnh. Cùng năm đó, cô đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Hiệp Nữ Lý Thúy Liên 2 và tham gia lĩnh vực điện ảnh và truyền hình công nghiệp. Năm 2002, Hồ Khả đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim sinh viên Đại học Bắc Kinh lần thứ 9 cho bộ phim đầu tiên Trò Chuyện. Vào ngày 28 tháng 9 cùng năm, cô ký hợp đồng với cơ quan biểu diễn nghệ thuật Á Hoa Cửu Châu Bắc Kinh trong thời hạn 5 năm. Từ năm 2002 đến 2005, Hồ Khả dẫn chương trình tạp kỹ Chuyện Vui Tổng Động Viên. Hồ Khả rời Chuyện Vui Tổng Động Viên vào năm 2005. Năm 2005, kỹ năng diễn xuất của Hồ Khả được đánh giá cao nhờ vai Ngưu Tố Vân trong Kinh Hoa Yên Vân. Năm 2005, Hồ Khả bắt đầu dẫn chương trình Trò Chuyện giải trí Cảm Nhận Sao cùng Hồ Khả được thiết kế riêng cho cô và được chọn là một trong chương trình 30 ngôi sao hàng đầu trong nước.
Theo dữ liệu khảo sát xếp hạng của CSM từ ngày 1 tháng 10 năm 2006 đến ngày 7 tháng 10 năm 2006, chương trình đã lọt vào top 60 chương trình truyền hình vệ tinh cấp tỉnh hàng đầu quốc gia và xếp thứ 11, một kỷ lục mới. Nó lập kỷ lục xếp hạng cao nhất cho một chương trình truyền hình vệ tinh cấp tỉnh. Kênh truyền hình vệ tinh Thiên Tân chuyên mục trên toàn quốc và được xếp hạng đầu tiên trong số các chuyên mục đặc biệt tương tự trên toàn quốc. Năm 2007, Cờ Đỏ với sự tham gia của Hồ Khả đã đạt được danh tiếng và xếp hạng tốt sau khi được phát sóng ở nhiều nơi. Phim liên tiếp giành chức vô địch xếp hạng ở Nam Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Trùng Khánh và những nơi khác. Màn trình diễn của Hồ Khả cũng đã chinh phục được khán giả và những người trong ngành nhất trí đồng ý. Năm 2011, Hồ Khả bước lên sân khấu kịch và đóng vai chính trong bộ phim hài hước cổ điển Đen Tối Khu Vườn Tham Vọng, phá bỏ hình tượng và vào vai Jenny, một bà nội trợ điên cuồng cực kỳ tôn thờ tiền bạc. Năm 2013, Hồ Khả tham gia bộ phim truyền hình Níu Giữ. Cùng năm đó Nô Lệ Trẻ Em ra mắt, đây là lần hợp tác đầu tiên giữa Hồ Khả và Sa Dật sau khi kết hôn. Vào tháng 9 năm 2013, nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Vương Nhất Nam đóng vai chính trong vở kịch sân khấu Níu Giữ cùng với Hồ Khả và những người sáng tạo chính khác và vở kịch đã được công chiếu lần đầu tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia. Vào tháng 4 năm 2014, cô dẫn chương trình trực tuyến tương tác giữa cha mẹ và con cái sinh ra để tỏa sáng. Vào tháng 6, Hồ Khả làm giám khảo cho chương trình giải trí hài kịch theo mùa năng lượng hài kịch Trung Quốc của truyền hình vệ tinh Liêu Ninh. Vào tháng 11, cô đóng vai chính trong bộ phim Gia đình Bố Gấu và Gấu, đóng vai nữ chính Kim Tử. Vào tháng 12, Hồ Khả tham gia bộ phim truyền hình tự sản xuất của Thổ Đậu.com cửa hàng hoa quái thú nhỏ với tư cách là nhà sản xuất và đóng vai chính, đóng vai nữ chủ cửa hàng hoa Diệp Thanh. Vào tháng 9 năm 2015, cô tham gia chương trình chuyên nghiệp dành cho bà mẹ và trẻ sơ sinh Mẹ Thời Trang của truyền hình vệ tinh An Huy với tư cách là người dẫn chương trình đặc biệt. Vào tháng 10, cô và Sa Dật đóng vai vợ chồng trong bộ phim Chiến tranh chống Nhật chính ủy, Hồ Khả đóng vai dì Miêu thẩm phán của huyện Liên Hoa. Vào tháng 11, cô tham gia quay bộ phim truyền hình thực tế Hình thức quan hệ Trung Quốc. Vào tháng 1 năm 2016, Hồ Khả và Sa Dật sang Lào và Tây Ban Nha để quay mùa thứ 2 của chương trình Tạp kỹ trên đường đời có em. Vào tháng 9, cô tham gia bộ phim truyền hình cổ trang Hậu cung như ý chuyện, đóng vai Tô Lục Quân vợ vua Càn Long. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2017, cô đã ghi hình chương trình gala mừng xuân giao thừa của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam cùng với chồng là Sa Dật, các con trai Sa Tuấn Bác An Cát và Sa Tuấn Lương Tiểu Ngư Nhi. Vào ngày 23 tháng 3, mùa thứ 2 của chương trình thực tế dành cho cha mẹ và con cái Mẹ Là Siêu Nhân được phát sóng trên Mango TV, cùng năm, chương trình trò chuyện Tạp kỹ vua tiêu đề dễ thương mềm mại được ghi hình. Vào ngày 15 tháng 2 năm 2018, gala lễ hội mùa xuân CCTV 2018 đã trình diễn ca khúc mở đầu xuân vãn cùng với Phượng Hoàng Truyền Kỳ, Chu Du Dân, Sa Dật, Tống Tổ Nhi, Đồng Lệ Á và Trần Hiểu. Vào ngày 5 tháng 8, cô tham gia chương trình tạp kỹ truyền hình vệ tinh Chiết Giang hương vị quen thuộc của Hải Thiên. Ngày 18 tháng 6, Hồ Khả vào vai Hiên Viên Tiêu, đại công chúa của Thái Nguyên trong phim truyền hình Phù Giao. Vào ngày 4 tháng 2 năm 2019, tại gala lễ hội mùa xuân của Đài Phát Thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc 2019, Hồ Khả đã hát bài hát yêu thích thời đại mới cùng với Ôlan Đổ Nhã, Sư Bằng, Sa Dật, Vân Đoá và Vân Phi. Ngày 31 tháng 7, bộ phim truyền hình đầy cảm hứng Thành Thị Cố Lên, Cậu Là Tuyệt Nhất được phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Vào ngày 3 tháng 10, bộ phim chính kịch hài hước Hành Trình Thân Mật với sự tham gia của bộ phim đã được phát hành toàn quốc. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2020, bộ phim truyền hình Đô Thị An Gia Thiên Hạ mà cô tham gia đã được phát sóng. Cùng năm đó, cô tham gia bộ phim truyền hình Công An Cây Đinh Ba. Tối ngày 1 tháng 10, cô tham gia gala Tết Trung Thu của Đài Phát Thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc năm 2020, hát bài hát Châm Ngôn Tình Yêu cùng Sa Dật, đồng thời tham gia chiếu phim điện ảnh Dạp Xin Chào Bạn Cùng Lớp vào tháng 11. Vào ngày 31 tháng 12, cô ấy đã tham gia bữa tiệc đêm giao thừa năm 2021 của truyền hình vệ tinh Chiết Giang Douyin Hạnh Phúc Có Em truyền hình vệ tinh Chiết Giang. Vào ngày 16 tháng 11 năm 2020, bộ phim truyền hình Khoảng Cách Tình Yêu được phát sóng, trong đó cô đóng vai Triệu Mai. Vào ngày 28 tháng 3 năm 2021, bộ phim Gia đình Thành Thị Tay Trong Tay được ra mắt, trong đó cô đóng vai Hà Cảnh Hoa. Vào ngày 26 tháng 7, bộ phim truyền hình Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh do cô đóng chính đã được phát sóng. Ngày 1 tháng 10, bộ phim Tôi Và Bậc Cha Chú Ra Rạp, cô đóng vai người vợ bán rượu trong phim Áp Tiên Chi. Cô cũng tham gia bộ phim truyền hình Lý Tưởng Chiếu Rọi Trung Quốc.
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, cô tham gia gala lễ hội mùa xuân của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kinh năm 2022 và biểu diễn bản phác thảo Rắc rối ngọt ngào. Vào ngày 4 tháng 8, cô tham gia những tiếng nói mới của nhịp điệu cổ xưa ngày lễ tình nhân Trung Quốc. Ngày 11 tháng 9, tham gia Trung thu giọng mới nhịp xưa và hát bài Nhìn sông ngắm thủy triều. Ngày 7 tháng 11, bộ phim truyền hình Trường Phong Độ mà cô được đặc biệt mời đóng vai chính đã hoàn thành. Ngày 26 tháng 10, cô tham gia bộ phim truyền hình Cả thế giới biết em yêu anh được phát sóng. Ngày 10 tháng 11, cô đã tham gia bộ phim truyền hình Khanh Khanh Nhật Thường được phát sóng. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2023, cô tham gia lễ hội mùa xuân nhịp điệu cổ và tiếng mới và hát bài hát kinh thi Tiểu Nhã Thường Đệ. Ngày 10 tháng 3, bộ phim có sự tham gia của Hồi Lang Đình đã được phát sóng. Ngày 1 tháng 4, bộ phim truyền hình Chuyển Mình Rực Rỡ đã được phát sóng. Ngày 19 tháng 4, việc quay phim Nam Bắc đã hoàn thành. Vào ngày 18 tháng 6, Trường Phong Độ mà cô tham gia đã được phát sóng trên Iki. Vào ngày 5 tháng 7, bộ phim truyền hình Khói Lửa Nhân Gian do cô đóng chính đã được phát sóng. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất và âm nhạc thì Hồ Khả cũng rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2008, Đặng Khắc Hồng, giám đốc của Lý Thời Chân, đã kêu gọi mọi người phát huy đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Quốc là khi một đảng gặp khó khăn, hãy hỗ trợ từ mọi phía và cầu nguyện cho đồng bào trong nước vùng thiên tai để quyên góp tiền. Tổng cộng có hơn 80 nhân viên và sáng tạo, bao gồm Tôn Thúc Quần, Hoàng Hải Băng, Hồ Khả và Thôi Ba đã quyên góp tiền, vật chất và tình cảm. Năm 2009, Hồ Khả được truyền thông địa phương Anh mời đến thăm London và được bổ nhiệm làm thành viên danh dự của Hiệp hội Thanh niên Trung Quốc Anh tại địa phương. Tối ngày 20 tháng 8 năm 2009, Hồ Khả tham gia Tình yêu xuyên eo biển Đài Loan dạ tiệc cứu trợ thiên tai hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai ở Đài Loan, được truyền hình trực tiếp trên 6 đài truyền hình vệ tinh của tỉnh. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2011, lễ ra mắt kế hoạch tăng trưởng ma thuật 58 thành phố đã được tổ chức tại Bắc Kinh. Viên Duy Nhân, nhà sản xuất bài hát chủ đề của sự kiện phép thuật của tôi, sự kiện tăng trưởng Hồ Khả và những người khác đã tham dự buổi họp báo để cùng khởi động sự kiện từ thiện. Để ủng hộ sự kiện từ thiện này, Hồ Khả còn hào phóng tặng chiếc vòng tay bạc cô đeo khi còn nhỏ. Năm 2012, Sa Dật và Hồ Khả từng là đại sứ uống rượu có trách nhiệm tài xế tình yêu để ủng hộ phúc lợi công cộng, đồng thời tham gia sự kiện giới thiệu khán giả về hành động từ thiện của nhà làm phim năm 2012 và giành được giải thưởng hành động từ thiện cho nhà làm phim hàng đầu năm 2012. Chiều ngày 14 tháng 1 năm 2013, Sa Dật và Hồ Khả đã tham dự lễ khởi công trường tiểu học Hy vọng thứ 6 ở huyện Túc Dụ, Túc Thiên, tỉnh Giang Tô và từng là giáo viên của lớp học Trong Mơ. Đồng thời, cả hai cũng quyên góp 107.000 nhân dân tệ cho trường tiểu học Hốp để mua thiết bị dạy học. Năm 2015, Hồ Khả nhận lời mời của Quỹ Xóa Đói Giảm Nghèo Trung Quốc làm đại sứ từ thiện của hành động túi học sinh xanh. Vào ngày 24 tháng 5, cô đến trường thực nghiệm Thái Châu ở tỉnh Giang Tô để tổ chức quyên góp buổi lễ hành động túi học sinh xanh. Đồng thời, Hồ Khả cũng mang đến cho các em một lớp đọc sách sôi động và thú vị. Vào ngày 29 tháng 6, thị trấn Đại Phúc, huyện An Hóa, thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam đã tham gia một sự kiện quyên góp và dạy các lớp cho trẻ em. Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Hồ Khả tham dự Benefit Action hoạt động phúc lợi công cộng nhằm mua một tách cà phê giúp trẻ em khuyết tật đạt được ước mơ nghệ thuật. Vào tháng 9 năm 2016, Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã mời Hồ Khả làm đại sứ hình ảnh của Trung Quốc về phổ biến khoa học. Vào tháng 7 năm 2021, vợ chồng Hồ Khả đã quyên góp 500.000 nhân dân tệ cho thảm họa mưa lớn ở Hà Nam. Mọi người xung quanh đã nói gì về Hồ Khả? Vì xuất hiện nhiều trong các bộ phim truyền hình thời Trung Hoa Dân Quốc, Hồ Khả được mệnh danh là nữ hộ gia đình chuyên nghiệp của Trung Hoa Dân Quốc. Cô ấy là chân ngọc chân chính và thuần khiết trong Phong Nguyệt, Tô Thuyên quyến rũ và tài năng trong Lộc Đỉnh Ký, cô gái chứng khoán sắc sảo và tài giỏi trong Nếu Bạn Là Người Duy Nhất và cô gái đơn giản và cứng rắn đóng vai Đường Thu Yến trong Hỗn Loạn. Kể từ khi ra mắt, Hồ Khả với vẻ ngoài ngây thơ, ngọt ngào nhưng luôn thể hiện hình ảnh thanh lịch, tươi tắn, màn thể hiện xuất sắc của cô trong Kinh Hoa Yên Vân và Lộc Đỉnh Ký đã khiến khán giả nhanh chóng nhớ đến sự tươi trẻ và rạng rỡ này. Hồ Khả dành nhiều thiện cảm cho Ngưu Tố Vân, thực chất cô là người thiếu quyết đoán trong cuộc sống. Trong cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi, ngoại hình vịt con xấu xí bình thường khác thường của Hồ Khả đã có sự hy sinh rất lớn. Đồng thời, chính Hồ Khả cũng thừa nhận cô học được từ nhân vật này rằng tình yêu không phải là việc kinh doanh. Nếu yêu ai, bạn sẵn sàng cho đi. Trong quá trình cho đi, bạn cũng đang được hưởng loại hạnh phúc này. Chỉ khi không quan tâm đến phần thưởng thì bạn mới có thể hạnh phúc.
Cô chưa từng trải qua gian khổ, gió mưa, tràn đầy tự nhiên, vẻ đẹp thuần khiết và giản dị, một người phụ nữ trưởng thành giống như một khối ngọc đẹp, nàng tinh tế và tinh tế. Hồ Khả, từ cô chị dễ thương và thân thiện trong câu lạc bộ rồng nhỏ trong lòng trẻ em, đến Tô Thuyên quyến rũ trong Lộc Đỉnh Ký, giống như một bước ngoặt tuyệt đẹp sẽ đọng lại sâu sắc trong tâm trí mọi người. Lần đầu mình làm video về lịch sử, rất mong sự ủng hộ và góp ý của các bạn. Nếu có vấn đề gì cứ để lại bình luận, mình sẽ cố gắng lắng nghe và giải đáp thắc mắc cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.